Gặp lúc xa cơ, đừng bi lụy. Trời sinh ta ra, ắt có chỗ để dùng. Đời người như dòng sông, lúc êm đềm thư thái, lúc cuồn cuộn sóng gầm. Dù ai đi chăng nữa, cuộc sống sẽ khó có khi được 3 ngày an ổn. Vậy nên, trong bất kể hoàn cảnh nào, hãy cứ dung mà đối mặt. Tây Lư đi du thuyết các vua nước Chư Hầu, qua sông chẳng may bị đắm thuyền. Người thuyền trài vớt ông lên, bụng cười bảo: ông suýt chết đuối, cứu mình còn chẳng xong, tài cán gì mà đòi đi nói các vua Chư Hầu. Tây Lư đáp: hòn ngọc bích đem dệt cười, không tiện bằng hòn ngói. Hạt châu đem làm đạn bắn chim thì không tiện bằng viên đất. Ngựa kỳ, ngựa ký ngày chạy nghìn dặm, nhưng cho bắt chuột thì không nhanh bằng con mèo. Thanh gươm quý đem mà khâu giày thì không tiện bằng cái rùi. Chú có tài lội nước, qua sông, vượt gió, nhưng nếu nay cho tiếp một ông vua Chư Hầu thì chắc mờ mịt, khác nào như quạ vào chuồng lợn. Quả là thế, mỗi người một tài, tuy nhất thời lâm vào hoạn nạn vì sở đoản, nhưng lại sẽ có ngày vinh quang bởi sở trường. Hà cớ phải thất vọng bi quan, mãi đắm chìm trong thất bại, nhược điểm của bản thân, cũng như chăm chăm vào vết xước trên viên ngọc mà quên mất rằng ta vốn là ngọc quý. Trong một cái hồ nọ có một con ếch và một con ốc sên. Cả hai cùng chung sống dưới một mái nhà nên thường xuyên gặp nhau. Nhưng cứ mỗi khi gặp ếch, ốc sên thường chẳng tỏ thái độ gì. Có những lúc ếch chào mà ốc sên cũng chỉ ừ một tiếng cho xong chuyện rồi bỏ đi ngay. Thái độ đó khiến cho ếch cảm thấy rất khó chịu. Có một hôm, ếch đã không thể chịu đựng được hơn nữa. Nó quyết định hỏi ốc sên cho ra nhẽ. Này anh ốc sên, tôi có làm gì đắc tội với anh đâu, tại sao anh lại ghét tôi như vậy? Gặp tôi mà anh cứ coi như không là thế nào? Thấy ếch có thái độ thẳng thắn, ốc sên liền nói ra nỗi khổ của mình. Họ hàng nhà ếch của anh, ai cũng có 4 chân, có thể nhảy hết chỗ này tới chỗ nọ. Trong khi đó, tôi ngày nào cũng phải mang chiếc vỏ nặng trịch này, lê bước đi chậm chạp, cho nên trong lòng cảm thấy không vui. Ếch nghe thấy vậy mới nói rằng, ai cũng có cái khó riêng của mình, anh chỉ nhìn thấy sự vui vẻ của chúng tôi, nhưng lại không thể nhìn thấy sự đau khổ của chúng tôi. Các anh thì có gì đau khổ chứ? Ốc sên hỏi ếch với vẻ hoài nghi. Khi ốc muốn hỏi rõ nguyên nhân, thì một con chim ưng từ trên cao đột nhiên lao xuống. Ốc sên vội vàng cuộn vào trong vỏ của mình. Chỉ thương cho con ếch kia đã bị con chim ưng ăn mất. Ốc sên nhìn con chim ưng bay xa mà trong lòng cảm thấy hết sức xót xa. Quả thực là trời có khi nắng khi mưa, trăng có khi tròn khi khuyết, sông có khúc, người có lúc, ấy là lẽ tự nhiên. Giữ tâm bình lặng trong sóng gió cuộc đời, một người nhìn thấu nguyên nhân của được mất và hiểu ra chỉ có một trái tim thuần tịnh, vị tha, dũng cảm mới là bảo vật quý giá nhất của đời người. Nước sâu thì chảy chậm, người khôn thì nói ít. Học nói chỉ mất 2 năm, nhưng học cách im lặng thì phải mất cả đời. Chìa khóa cho sự thanh lịch của con người là kiểm soát cảm xúc và không tấn công người khác bằng lời nói của mình. Hãy nhớ rằng, nước sâu thì chảy chậm, người khôn thì nói ít. Người thật sự có học vấn
luôn khiêm tốn mà không khoe khoang. Người thật sự có của cải, luôn giản dị, không màng hào nhoáng. Còn người có trí tuệ, luôn biết giữ im lặng và chỉ nói vừa đủ khi cần. Nicky Sachs đã nói, một người đang tức giận, hiếm khi dừng lại để nhìn nhận cách cư xử của mình. Quả đúng như vậy, cho dù thông minh đến mấy, một khi tức giận, chúng ta sẽ không thể đưa ra các quyết định đúng đắn và khôn ngoan nhất có thể, mà thường để cảm xúc tiêu cực chi phối. Những lời nói ra trong lúc tức giận cũng tương tự như vậy. Mỗi câu xúc phạm hay động chạm tới lòng tự trọng đều khiến người khác tổn thương rất nặng nề, trong khi bạn cũng chẳng được lợi ích gì cả. Đây là một hành vi chỉ có những kẻ ngu ngốc mới làm. Dù có mạnh mẽ đến mức nào, cứng cỏi ra sao, trái tim vẫn phải nhận những tổn thương do vô tình hay cố ý để lại. Để lại những hậu quả không bao giờ mờ. Nói vốn là khả năng độc đáo, phân biệt loài người với loài thú. Thế nhưng một số người lại dùng khả năng này để thốt lên những lời lăng mạ, chửi thề, báng bổ, khiếm nhã và tục tĩu, có thể làm tổn thương, đôi khi còn nặng hơn những thương tích về thể chất. Lời vô độ sắc bén khác nào gươm, nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay. Cho nên học ăn, học nói, học gói, học mở, thiếu một thứ cũng không được. Giao tiếp luôn chú trọng đến chất lượng hơn là số lượng hay hình thức. Người Trung Quốc có câu, nếu gầm rú cũng giải quyết được vấn đề, thì con lừa sẽ thống trị thế giới. Thỉnh thoảng, chúng ta khó cưỡng lại sự thôi thúc công kích một người nào đó. Khi bị đối xử bất công, ta sẽ cảm thấy có lý do để trừng phạt người đã xúc phạm đến mình bằng những lời ác nghiệt, gay gắt ở trước mặt hoặc sau lưng người ấy. Thế nhưng người xưa đã dạy, hễ lắm lời vi phạm nào có thiếu, nhưng ai cầm giữ miệng mình mới là khôn ngoan. Vì vậy, dù trong cuộc sống hay ngoài xã hội, chúng ta luôn phải kiểm soát cảm xúc và nói năng nhẹ nhàng. Đây là cách xây dựng ấn tượng đầu tiên tốt đẹp trong mắt người khác. Lời nói của con người luôn có hai mặt. Một là xoa dịu động viên, an ủi những trái tim đang tổn thương. Một như mũi tên tẩm độc, phi thẳng đến nơi mà nó muốn đến. Cho dù ngoại hình không đặc biệt, một số người vẫn tạo cảm thiện từ cái nhìn đầu tiên nhờ khả năng ăn nói tốt của mình. Ngược lại, có những người hễ nói chuyện là tỏ ra khó chịu, thích phàn nàn, giọng điệu mỉa mai, châm biếm người khác. Họ chỉ để lại ấn tượng rất xấu trong lòng mọi người xung quanh, cho dù xinh đẹp, giỏi giang bao nhiêu đi nữa. Việc tìm cách trả thù người khác bằng hành động hay lời nói cũng chỉ khiến bạn thêm tức giận, lãng phí thời gian và hủy hoại bản thân. Hãy sử dụng thời gian đó làm những việc có ích và có lợi hơn cho bản thân mình. Mùa xuân chín, thơ Hàn Mặc Tử. Trong làn nắng ửng khói mơ tan, đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng, sột soạt gió trêu tà áo biếc, trên giàn thiên lý bóng xuân sang. Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời, bao cô thôn nữ hát trên đồi. Ngày mai trong đám xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi, hồn hền như lời của nước mây. Thầm thì với ai ngồi dưới trúc, nghe ra ý vị và thơ ngây. Khách xa gặp lúc mùa xuân chín, cảnh trí bâng khuâng sực nhớ làng. Chị ấy năm nay còn gánh thóc, dọc bờ sông trắng nắng chang chang. Xuân hứng. Non sông ngàn dặm ngắm càng xinh,
Tết năm nay thật hữu tình. Pháo nổ, nổ tan luồng thất nghiệp. Xuân về, về ghẹo khách ba sinh. Hoa tươi sách với thiên kiều gái. Cảnh đẹp dường như thủy mặc tranh. Cao hứng đã toan cầm bút vịnh. Đào nguyên đâu lại thoáng qua mảnh.